Nhìn thấy nước rồi, đúng là có nước thật. Cho nên là các xe phải đi nép sát vô con lươn. Đó. Nếu mà hạ độ cao xuống tí nữa thì sóng nó sẽ rất là yếu. Cho nên là thôi đi, hạ xuống khoảng 5 mét nữa xem thế nào. Đây 46 mét nha. Sóng còn tốt không? Rồi. Sóng của cô xin này là nó cũng hơi yếu. Đấy. Có lẽ là chỉ có cái chỗ khúc ngã tư này là bị ngập nhiều thôi. Thì sẽ lùi lại một tí. Vâng, xin chào mọi người. Nghe nói là ở Long Xuyên con nước này thì có một số điểm ngập nước, nhưng mà mình cũng không biết thực hư ra sao. Bây giờ là khoảng 7 giờ rưỡi, gần 8 giờ rồi. Thì mình sẽ đi tham quan một số cái vị trí xem thực tế nó như nào. Bây giờ mình sẽ cất cánh lên là độ cao khoảng 50 mét nha. Và đi theo hướng nam. Vâng. Ở phía dưới thì vẫn là Lý Thái Tổ. Và nó hơi ngược sáng một tí cho nên là nhìn chắc chắn là sẽ không được rõ. Có thể mình vừa đi mình sẽ vừa run. Khách sạn Lệ Hằng. Rồi, tiếp tục đi. Vừa đi vừa quan sát. Bây giờ là mình đang đi theo hướng nam. Thực sự thì đi theo hướng này thì cũng rất khó xác định ở cái khu vực bên dưới là nó ở vị trí nào. Thỉnh thoảng thì mình sẽ zoom lên. Vừa đi vừa zoom. Và đây là quốc lộ 91 rồi không nhỉ? Đúng rồi, đây đã là quốc lộ 91 rồi. Thì mình sẽ dừng lại ở đây, quan sát xem như thế nào. Đây là khu vực nào? Như vậy là cái đoạn ngập nước có thể là chưa phải là khu vực này. Mình sẽ nâng độ cao lên thêm 10 mét nữa. Rồi. À, bắt đầu zoom xem nào. Vẫn chưa thấy đoạn ngầm nước đâu cả. Zoom hết cỡ đi. Đây thì mới chỉ có ở cái khoảng cách là 1.200 mét thôi. Nhưng mà sóng là đã bị chập chờn rồi. Và nó liên tục nó báo là weak signal. Thế thì có khi mình vẫn tiếp tục sẽ nâng độ cao lên nhỉ. Nâng độ cao lên thêm 10 mét nữa đi.
đang tương đối nhiều rồi đó, để cho sóng. Bây giờ là mình đang zoom 4x hả? Đây, trở về bình thường thôi. Đấy. Và bắt đầu mình đi thêm này, mình sẽ đi thêm nhé. Đây, bây giờ là ra chính giữa quốc lộ 91 rồi. Sa Cơm Banh thì phải. Đúng rồi, tòa nhà Sa Cơm Banh. Vẫn chưa thấy ngập nước. Chưa thấy ngập nước đâu cả. Nên là hôm nay thủy triều rất thấp rồi. Có thể là gió rất là lớn. Hơn 2 cây số rồi. Mình sẽ zoom thêm một tí nữa xem nào. Xem liệu rằng không có ngập nước. Không có ngập nước thì mình thôi, bây giờ thì mình sẽ quay về thôi. Bởi vì cái đoạn đường nó cũng là hai đường kính, nó là tới 2,5 cây rồi. Đi theo hướng này thì xuôi sáng này. Và tầm nhìn này cũng rất là tốt. Và trên cao thì gió rất là lớn. Thấy ngập nước đâu cả. À, thấy rồi. Hình như có ngập nước rồi. Đây là cái ngã tư chỗ Phạm Cự Lượng đi ra đây. Đây. Khu vực này là thường thường là cái khu vực mà ngập nước lớn nhất rồi. Có thể hạ độ cao xuống một tí nhỉ. Rồi, khoảng này xem nào. Đúng là có ngầm nước ngay chỗ ngã tư. Rồi, bây giờ thì mình đi tới ngay chỗ Sa Cơm Banh. Ngập nước nhưng mà không có kẹt xe. Đây có phải là ngã tư không? Ngã ba chứ. Ngã ba Phạm Cự Lượng. À, nhìn thấy nước rồi. Đúng là có nước thật. Cho nên là các xe phải đi nép sát vô con lươn. Đó.
nếu mà hạ độ cao xuống tí nữa thì sóng nó sẽ rất là yếu, cho nên là thôi đi, hạ xuống khoảng 5 mét nữa xem thế nào. Đây, 46 mét nha, sóng còn tốt không? Rồi. Sóng Okusin này là nó cũng hơi yếu. Đấy. Có lẽ là chỉ có cái chỗ khúc ngã tư này là bị ngập nhiều thôi. Lùi lại một tí. Lùi lại thêm một tí nữa đi. Do cái chỗ mình đứng thì nó lại ngay khuất. Khuất ngay cái chỗ mà Sa Cơm Banh đó. Đúng là đây là ngã ba Phạm Cự Lượng rồi. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi rất từ từ, chậm chậm thôi. Để quan sát ở phía bên dưới. Làm sao đấy mà quay trở về. À. Đây. Chỗ này là chỗ nào nữa nhỉ? Có một cái xe quay đầu. Là một cái xe quay đầu. Cho nên là lại ùn ứ nữa rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi theo quốc lộ 91 nha. Đi theo quốc lộ 91 để trở về. Dù sao thì cũng biết thực hư cái chuyện mà ngập nước như thế nào rồi. Hôm nay thì cũng đã là ngày thứ 3. Trên là cái biên độ thủy triều nó cũng thấp xuống rồi. Nó không còn cao nữa và cái mức độ ngập nó sẽ ít hơn là 2 ngày hôm trước.